Yeah, cái muối hơi. À, mặc vào cho ông ấy thích. Mặc cái váy vào. Lấy đôi đứa con nít đi. Nếu mà cái máy vào cho ông ấy thích. Hôm nay Trung đem 1.000 tấn, 1.000 ký quần áo, hơn 1.000 ký quần áo đi làm từ thiện ở Gia Kiệm Đồng Nai. Có sự giúp đỡ của rất nhiều người. Thì mọi người rất là vui khi nhận được quà của chúng ta. Nên mọi người hãy cùng nhau làm từ thiện nha, để chúng ta có thể. Chưa có. Có nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt hơn chúng ta, những người khó khăn hơn thì đều có được chỗ đẹp. Hy vọng là Trung với lại các bạn của Trung có thể đến được nhiều nơi để làm từ thiện và để giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa ở khắp đất nước này. Đây là dự án đầu tiên mà Trung cùng các bạn mình thực hiện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Trung sẽ cảm ơn nhiều người lắm. Có anh Tim nè, Trung Quỳnh Anh nè, chị Hiền Thục nè, Yến Trái, Yến Nhi, rất là nhiều người đã hỗ trợ. Trung cảm ơn nhiều lắm. Thao ơi, lấy hết luôn là Thao về về đúc cái nào cho mặc cái đó. Hả? Lấy luôn cái báo bảo. Ôi chung ơi, bảo bà Thao là làm luôn cái bọc to á về cái nào đúc cái cái đó. Chúng cái máy cho mẹ cho bà nhíp. Hả? Cái máy mà cho chồng của thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.